chào mọi người, mình là Điềm đến từ công ty Farmit. Thì hôm nay Điềm sẽ review về máy tự động cho tôm ăn thực tế ngay tại ao nuôi. Thì sau lưng mình đây, đây là một cái ao tôm có diện tích là 1.000 m². Thì hiện tại là họ đang sử dụng về một máy cho ăn loại rung 30 kg. Thì mình sẽ review trực tiếp về cái sản phẩm này, mọi người cùng xem nhé. Rồi, ok, mình xin giới thiệu mọi người về cái máy tự động cho tôm ăn nằm giữa ao. Mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy ha. Rồi. Đây, đây là dòng máy trên tay mình. Đây là hai loại, hai dạng, dạng máy thùng 25 kg và dạng máy thùng 50 kg, 50 kg sức chứa. Và thành phần gồm hai phần, đó là phần thùng chứa bằng nhựa và phần dưới toàn bộ cơm lê dưới lại nóc 304 hết toàn bộ luôn. Rồi, có một cái lý do là tại sao Farmit lại sản xuất toàn bộ là bằng nhựa, bằng cái thùng trên bằng nhựa mà không sử dụng bằng inox hết. Có những anh em muốn sử dụng cái thùng trên là bằng inox luôn, nó có độ bền nó cao hơn, đúng là vậy. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là như vậy, là khi mà sức nóng của cho ăn á, ban ngày á, thì cái thức ăn trong cái thùng inox rất là nóng, nó nóng hơn nhiều so với cái thùng nhựa. Thì thành ra Farmit lựa chọn là cái thùng nhựa phía trên là tối ưu nhất. Giá thành nó cũng rẻ hơn nhiều, và cái độ bền nó cũng là tương tự như inox hơn, tại vì nước mặn nó cũng không có chạm tới cái phần này. Phần dưới đây là nguyên cái cụm lê máy của mình. Thì toàn bộ máy được sử dụng bằng inox 304. Thì mọi người biết là inox 304 đó là cái dạng inox là không chống reset, có độ bền cao, trực tiếp dưới cái môi trường nước mặn là không bị oxy hóa. Thì cái độ bền nó là sử dụng hầu như là vĩnh viễn, không tán kỹ từ con ốc luôn. Là mình sẽ sử dụng lại inox 304 hết, toàn bộ, kể cả ốc này luôn nè. Đây, kể cả ốc, thùng chụp motor này. Từ trên xuống dưới, cơm lê là toàn bộ inox 304. Đây là thùng chụp motor. Thì trong này là động cơ trong này. Motor máy này có công suất là nửa ngựa, 350W, là điện 220V, điện sinh hoạt của mình. Và nó có cái bán kính phun từ 7-12m. Có một cái câu hỏi là dòng điện 3 pha có sử dụng được cho cái máy cho ăn này không? Thì mình sẽ trả lời là có. Cái dòng điện 3 pha mình sẽ sử dụng là một dây nóng vào đây và một dây cắm mát vào đây, để đảm bảo mình sẽ sử dụng như dòng điện điện nhà bình thường mình thôi, thì sẽ sử dụng được cái dòng máy này. Bởi vì cái lý do sử dụng điện 3 pha cho cái máy này là ok, thoải mái ha, mọi người vẫn sử dụng được bình thường. Đây là cấu tạo về cái vòi phun của bên chỗ thanh quăng. Thì đây là vòi phun 3 vòi và bên này là vòi phun 2 vòi. Thì hai cái điều kiện cái vòi phun 3 vòi và 2 vòi khác nhau á, là cái phun 3 vòi này phun cực kỳ đều, nó phun rất là đều và đều ao luôn. Thì mình sẽ sử dụng cái vòi phun này cho cái máy phun máy rung của mình. Rồi, cái vòi phun 2 vòi này nó có điều kiện của nó là phun nó xa hơn bình thường, nó phun theo luống mà không xa bình thường. Thì mình thường sử dụng cho cái dòng máy là ai ưa chuộng cái dòng cái ao lớn hơn. Thì thường mình sẽ sử dụng hai loại như thế này là tùy theo cái nhu cầu của khách hàng. Muốn phun xa hơn thì nên sử dụng 2 vòi, và muốn phun đều hơn thì mình sẽ sử dụng loại 3 vòi. Thường cái máy này mình sẽ sử dụng áp dụng cho mô hình loại rung, còn 2 vòi mình sẽ sử dụng áp dụng cho mô hình máy thường. 3 vòi mình sẽ phun lắm tấp như mưa vậy đó, như giọt mưa mình rơi la tả thì nó sẽ đều ao. Thì thường là mình sẽ áp dụng là toàn bộ là sử dụng là cái thanh quăng 3 vòi hết. Chỉ có những khách hàng nào yêu cầu là thanh quăng muốn xa hơn, muốn quăng xa hơn so với này nữa, chỉ có yêu cầu là Điềm ơi, anh muốn quăng xa hơn, em có cách nào nữa hay không, thì ok, mình sẽ sử dụng bằng cái hai vòi này để cho nó phùng gạt xa hơn. Về cái phần mà hiệu quả của máy cho ăn thì như mọi người biết á, là nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với cho ăn bằng thủ công bình thường bằng tay và cho ăn bằng máy. Thì cho ăn bằng tay á, mọi người cứ hình dung ha, là một ngày mình sẽ cho ăn là khoảng 4 cử, một cử cách nhau 2 tiếng. Thì một lần á, mình cho có khoảng từ 15-20 kg xuống một cái ao, xuống nguyên toàn bộ xuống ao luôn. Thì trong vòng 2 tiếng đó, thức ăn nó sẽ bị rã ra, con tôm nó chắc chắn nó sẽ không có tiêu thụ hết cái phần thức ăn đó rồi. Nhưng mà đối với cái cho ăn bằng máy này thì mình sẽ setup tự động cho máy, là nó sẽ trải dài từ sáng tới chiều, là một bao nhiêu phút, có khoảng từ 3 phút cho tới 5 phút, 7 phút mình sẽ quăng một lần, và một lần á, là số lượng rất là ít. Thì vừa xuống là con tôm nó đã tiêu thụ hết rồi, và tới cái đợt tiếp theo khoảng 7 phút sau, 10 phút sau là sẽ đợt tiếp theo nữa. Thì thành ra là cái lượng thức ăn nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều, nó sẽ không có bị quá trình gọi là rã thức ăn ra, hoặc là bị trường hợp là con tôm nó không tiêu thụ được đó. Thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái phần môi trường đó. Thì sử dụng máy cho ăn này là giảm thiểu hoàn toàn về cái việc là ảnh hưởng tới môi trường 100%. Đối với cái dòng máy rung này thì mọi người biết rồi là nó sẽ không gớt thức ăn ngay tại chân máy. Thì cái việc mà gớt thức ăn ngay tại chân máy nó rất là ảnh hưởng, nó là một cái yếu tố thì mọi người không có để ý khi mà môi trường con tôm mới bị nhiễm bệnh.
hoặc là môi trường nó chuyển biến xấu đi. Quả tiếp theo nữa là mình hình dung ha, nếu mà một cái ao bình thường của mình sẽ thuê là một nhân công nho lộng cho một ao khi mà cho ăn, nhưng mà đối với bằng máy cho ăn á, mình chỉ cần đầu tư một lần duy nhất cho một cái ao thôi, và xong đó là có thể là một người mình cho được 3 ao, có thể kiểm soát được 3 ao, và mình sẽ giảm rất là nhiều về cái nhân công lao động đó. Và một cái chia sẻ vui nữa là lúc mà khi mà mình thuê nhân công lao động á thì buồn á thì họ cho ăn nhiều, ngay cho đó cho ăn nhiều, mà vui thì họ cũng quăng cho đó cho nhiều nè, họ không có kiểm soát được cái lượng thức ăn là quăng xuống đó, là có chỗ này chỗ nhiều, chỗ kia chỗ ít nè, toàn bộ họ cho toàn bộ ao hết, và thành ra là mình không có kiểm soát được cái lượng thức ăn dư thừa, hoàn toàn rất là nguy hiểm cho cái ao nuôi tôm của mình. Vì một máy được thay thế như một cái con robot như mình vậy đó, không có sợ nắng mưa, nắng nó cũng cho ăn bao nhiêu đó, mà mưa cũng cho ăn nhiêu đó, từ sáng cho tới chiều, ok, nó hoạt động hết công sức của máy. Nó là một cái điều đặc biệt của máy trang. Xem cái bên trong của máy nè. Đây, mình sẽ gọi đèn vô cho mọi người xem. Bên trong của máy là hoàn toàn sạch sẽ luôn. Ở trên là thùng nhựa, nó ghép mát hết. Rồi, ở dưới là inox, rất là trơn tru ha. Mình làm cái dạng phễu sâu xuống thì nó trơn tru xuống, đảm bảo cho việc thức ăn nó không có bị nghẹt lại. Đây là cái điều tối ưu mà những cái năm qua Hamid đã rút kinh tỉa kinh nghiệm mà làm theo cái mô típ như vậy, và được phát triển tới hiện nay là như vậy. Rồi, để mọi người hiểu rõ thêm về máy trang, mình và một vài anh em sẽ cùng nhau xem ao thực tế các khung của máy như thế nào, các hoạt động của máy. Là 1000 m² và khách sử dụng một máy thôi. Mình sẽ coi là khách đang sử dụng hai canh hai nhá. Mình sẽ giải nhá cho mọi người xem ha. Tôm được 25 ngày tuổi. Nếu anh em thấy video hay, hãy cho một like và chia sẻ để mọi người cùng biết đến. Đồng thời nhấn vào nút subscribe dưới để đừng bỏ lỡ những video tiếp theo từ Hamid. Cảm ơn mọi người.